mình tham quan quay cái bùng minh để đi ra. Đây là đường Huỳnh Thúc Kháng này, đây là đường D9 này các bạn. Nó đi ra đường lên cảng Phước An, lang thang ở trên cái khu vực thành phố mới Nhân Trạch. Đây là một trong những cái nơi mà được rất là nhiều người biết đến, nhất là những nhà đầu tư bất động sản. Thành phố mới Nhân Trạch là nằm ở ngay cái khu vực này, bao gồm các dự án của nhà đầu tư đón lõng đường, xin lỗi, đón lõng cái cầu Cát Lái xây để họ phát triển những cái dự án, đưa cái số lượng người dân về đây ở. Mười mấy gần 20 năm nay cầu Nhân Trạch, chỉ cầu Cát Lái thì không làm dự án, bây giờ nằm chậu trơ. Rất là nhiều môi giới về đây để tìm kiếm cơ hội để giới thiệu bất động sản, thì chắc chắn rằng là cũng phải có một cái số lượng người đầu tư hay là người mua bán về đây nhiều thì họ mới tập trung lại. Chắc chắn là phải có một cái điều gì đó thu hút họ về đây. Đất lành thì chim đồng, bao nhiêu nhà đầu tư thắng ở đây, kể cả những cái môi giới họ cũng tìm được một cái nguồn thu ở đây tương đối là nhiều. Chắc chắn là cũng không ít nhà đầu tư bị kẹt vốn và bị thua ở cái khu vực này. Chuyện kinh doanh lời lỗ là chuyện bình thường, có người lời thì cũng có người lỗ. Tất cả ở đây bây giờ trở nên rất là vắng lặng. Ngày Chủ nhật là ngày mà nhiều nhà đầu tư, nhiều nhà môi giới họ sẽ tập trung vào khu vực này, nhưng mà hôm nay thì không có tất cả những cái kiosk môi giới bất động sản thì mình không thấy có ai. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua bên này, đi ngang qua dự án xây dựng Hà Nội để đi về phía đường 25C, đường kết nối vào sân bay Long Thành và trục chính của khu vực huyện Nhân Trạch, để sau này đi vào sân bay Long Thành. Mình đang trên đường mà trở ra khu công nghiệp 6 này các bạn. Tới một cái dự án trên đường 25C. Có cái vị trí rất là đẹp, đó là khu đô thị Mega City và Long Tân City, là hai khu dân cư nằm trên cái trục đường 25C. Quay lại vòng xe, quay lại cho các bạn coi ở đây sẽ có một cái công viên sau này. Gói thầu số 1 thi công xây lắp công trình công viên cây xanh đối diện đền thờ liệt sĩ huyện Nhân Trạch. Chủ đầu tư là ban quản lý dự án huyện Nhân Trạch, đơn vị thiết kế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoài Tân Đắk Nông
đơn vị giám sát là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xây dựng Vĩnh Lộc, đơn vị thi công liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thiết bị Tân Hoàng và công ty trách nhiệm xây dựng thương mại dịch vụ Xuân Sơn. Tiếp tục đi ra hướng đường 25C. Đất rất là nhiều nha các bạn, khoảng trống rất là nhiều đây. Thời điểm này là thời điểm kinh tế khá là khó khăn các bạn. Đâu đâu thì mình cũng thấy người dân người ta than vãn là công ăn việc làm không có, thất nghiệp. Công ty thì là có công ty thì cho nghỉ và có công ty thì giảm bớt cái giờ làm. Mức sống khá là khó khăn. Đây là cái tình hình chung của tất cả mọi người. Thì mình cũng thấy khá là nhiều những cái nơi mà họ trả mặt bằng, lúc này họ không có công ăn việc làm, thu nhập không có thì bắt buộc phải tiết chế lại những cái chi tiêu không đáng cần thiết, rất là khó khăn đối với lại mọi người. Ngay cả với bản thân mình đây thì lang thang như thế này là cũng chả qua là thất nghiệp. Mình ra tới đường Trần Phú đây này các bạn, bùng binh đây là hết đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Công ăn việc làm không có ổn định, thắt chặt chi tiêu, giảm cái lượng tiêu thụ tất cả các mặt hàng ngoại trừ công việc, ngoại trừ cái nhu cầu ăn uống hàng ngày thì bắt buộc phải có, nhưng mà cái số lượng và cái chất lượng cũng giảm đi. Đó là cái điều tất yếu khi kinh tế khó khăn. Rồi bây giờ mình tới cái vùng binh để ra đường 25C đây các bạn. Đường 25C phía bên này thì là sẽ đi ra đường Hùng Vương để kết nối vào sân bay Long Thành, còn đây thì đi hướng về phía đường Nguyễn Hữu Cảnh của Nhân Trạch đây các bạn. Mình quay trở ra cái khúc đường này thì để đi vào hai cái dự án có cái vị trí rất là đẹp của đường 25C, Mega City và Long Tân City. Hai cái dự án có cái diện tích khoảng 80 hectare. Sân bay Long Thành thì cũng có cái phần ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái khu vực Nhân Trạch này. Đường Vành Đai 3 thì chắc chắn là nó sẽ làm thay đổi cái bộ mặt của cái khu vực thành phố Ma và cao tốc Bến Lức Long Thành sau khi đưa vào sử dụng. Rồi cầu Phước An kết nối từ bên phía Bà Rịa sang. Và dự án mình cũng được nghe cái thông tin là sẽ nâng cấp quốc lộ 51. Bởi vì quốc lộ 51 đã xuống cấp rất là nhiều, lưu lượng xe lưu thông càng ngày càng tăng, kẹt xe liên tục. Đó, tất cả những cái kết nối cơ sở hạ tầng vào khu vực Nhân Trạch này thì mình nghĩ rằng trong tương lai Nhân Trạch này sẽ có rất nhiều cái sự phát triển khi mà cơ sở hạ tầng được nâng cấp và đầu tư thêm. Mình
mình đang di chuyển trên đường 25C hướng về phía đường Hùng Vương của xã Vĩnh Thanh và cắt ngang đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là đường Nguyễn Ái Quốc cũ thuộc khu công nghiệp Nhân Trạch 5. Quay trở lại cái đường 25C này, mình sẽ đi ngang cái dự án Mega City 2 và Long Tân City. Phải nói là vị trí của hai cái dự án này rất là đẹp. Trục đường chính 25C sau này kết nối thẳng vào sân bay Long Thành. Mặt đường rất là rộng, 100m, bao gồm cả vỉa hè. Mỗi bên có 1, 2, 3, 4 làn xe. Rất gần trung tâm huyện Nhân Trạch. Chỉ thiếu là làm sao để người dân về đây ở thực sự. Làm sao mà lấp đầy được những cái khoảng trống. Không có những cái tiện ích thiết thực để đảm bảo cho một cuộc sống bình thường của cái khu dân cư. Phải có chợ, có trường học và có bệnh viện thì mới đáp ứng được những cái nhu cầu tất yếu của một khu dân cư. Mà ở đây thì không có các bạn, chỉ có gần trung tâm hành chính huyện Nhân Trạch thôi. Ngoài ra những cái công việc như là chợ thì phải đi khá là xa, ra tới đường Hùng Vương. Trường học thì cũng phải xuống khu vực bệnh viện Nhân Trạch, cũng phải ba cây số, gần tương đối là gần trung tâm y tế huyện Nhân Trạch. Ngoài ra không có một cái tiện ích nào. Rồi sổ thì chưa có, làm sao mà xây nhà này ở. Đây, bắt đầu mình đi vào đường 25C, là cái đường mới làm sau này. Mặt đường đứng luôn cả vỉa hè cây xanh là 100m. Cũng là đường 1, 2, 3, 4. Kim Oanh tiếp thị bằng cách xây hai cái lô nhà mẫu để quảng cáo cho nhà đầu tư cũng như khách hàng yên tâm về cái khu tái định cư của khu dân cư của mình. Nhưng mà từ khi dịch xây, trong cái lúc dịch từ năm 2010-2021 cho tới nay là 2023 rồi, thì không làm nữa. Sau cái đợt dịch đấy thì cũng vẫn làm rai rai một thời gian. Cho tới đây hơn một năm rồi thì ngưng luôn. Thị trường bất động sản ảm đạm chung cho tất cả toàn quốc, kéo theo là những cái công trình đang xây dựng dở dang như thế này, ngưng luôn các bạn, không làm. Đó, bắt đầu là những cái thiết bị xây dựng đang hư dần rồi. Đây là khu Mega City 2 của Kim Oanh, ba cái dãy chung cư nhà mẫu kia mình không thấy làm nữa, dàn giáo rồi cái lưới chắn bảo vệ xung quanh công trình rơi rụng hết rồi. Đây, còn bên đây là Long Tân City. Đây mới là cái khu dân cư mà ảm đạm nhất, không có một cái nhà nào được xây. Đây, dự án này có rất là lâu rồi, lâu hơn cả cái Mega City. Hai cái dự án này do đầu tiên là do một chủ đất là lô Dico G16
sau này sang nhượng lại cho Kim Oanh một nửa, 70 mấy hecta, Kim Oanh thì 80 mấy hecta. Cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, bên này họ mới sửa sang thêm một cái đường nữa rất là rộng các bạn, để làm sao lấp đầy những cái khu dân cư như thế này. Có một cái chính sách nào đó thì họ mới về đây họ ở. Vị trí thì khá là đẹp các bạn. Đây sau này là sẽ kết nối từ cái đường 25C này sang đường Hùng Vương để hướng về đường cao tốc Bến Lức Long Thành, và cũng hướng vào đường Bàn Tay Ba. Từ đây mà ra trung tâm huyện thì chỉ khoảng có chừng 1 cây số. Trung tâm y tế huyện Nhân Trạch, bệnh viện đa khoa huyện Nhân Trạch khoảng hơn 1 cây. Ra đường 25B và đi về phía quốc lộ 51 và đi ra Phà Cắt Lái để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Sau này sẽ đi ra đường Vành Đai 3 và đi vào cao tốc Bến Lức Long Thành để đi về miền Tây, hoặc là đi ra trở lại ra hướng quốc lộ 51. Đó, những cái thiện rất là đẹp. Nhưng mà tại sao vẫn không có người về đây ở? Trước tiên là phải ra sổ để bàn giao cho khách hàng, thì người nào có nhu cầu ở thì họ mới được phép xây dựng. Bây giờ mình quay trở lại đường Nguyễn Hữu Cảnh nha các bạn ơi. Đây là hướng đi về phía đường Hùng Vương của xã Vĩnh Thanh. Sau lưng mình là trung tâm hành chính huyện Nhân Trạch. Rồi một buổi trưa lang thang cái khu vực Nhân Trạch, thành phố Ma, thành phố Nhân Trạch, và một vài cái dự án trọng điểm rất là nóng trong khu vực Nhân Trạch này. Mình cũng xin được chào tất cả các bạn và dừng cái video của mình ở đây. Hy vọng là cũng chia sẻ được một vài hình ảnh, một vài cái thông tin cho quý khán thính giả xem cái kênh YouTube của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Đường Lê Hồng Phong này các bạn, đường thông thoáng rất là đẹp.